Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 12 triệu token có ký hiệu là Barbie Check-in nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà Telegram sẽ tắt chatbot nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter và retweet chiếc hashtag này nè các bạn. Copy hashtag nè. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi nè, các bạn like nè, các bạn chấp nhận cho bài viết đã game người ta các bạn, và dán hashtag và tặng ba người bạn mình vào, rồi các bạn tweet lên nè. Sau khi tweet xong các bạn bắt đắp lên nè, bạn follow Facebook nè. Trên Facebook thì các bạn like nè các bạn. Các bạn chờ chút xíu các bạn, đây nó lướt xuống mình like một bài của nó nữa. Ok, lâu quá mình bắt up lại đi các bạn. Tiếp tục các bạn son kênh Telegram nè, seller nữa nè. Rồi bạn bắt up lại. Các bạn son tiếp kênh group nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Các bạn muốn chat. Rồi các bạn bấm son này drop nè. Rồi các bạn bấm submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn điền vào username Telegram mình thì các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Các bạn vào setting nè. Các bạn copy username mình chỗ này nè các bạn. Đây còn 5 số 2. Rồi các bạn chạy về công bot. Các bạn điền vào username Telegram mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền lại bài lúc 2 tờ Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter mình ra nè. Nhấp vào bài ganh cùng, nhấp vào một phô sơ nè. Nhấp vào bài ganh cùng, nhấp vào một chia sẻ nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi bạn gửi lại cho bot nè. Rồi tiếp tục gửi đường link bài lúc 2 Facebook nè. Thì bạn nhấp vào đây nè. Các bạn nhấp vào mũi tên nè. Các bạn nhập vào anh avatar mình, các bạn nhập cho ba cái cùng này, các bạn sao chép liên kết này, các bạn gọi là chatbot này. Tiếp tục các bạn gọi địa chỉ bên bi sao mang trên bet 20 trên youtube collect mình nha các bạn, sao chép đây này, gọi là chatbot này. Tiếp tục bấm balance sheet để check số càng mình kiếm được nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 12 triệu tục càng check in. Các bạn việc lên ghép chia sẻ cho bè và người thân các bạn. Video nó sẽ phân phối vào ngày 21 tháng 7 các bạn. Ok, vậy video mình đang kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.